Rồi đi kiếm mồi cho con ưng bé sơ của mình nha anh em. Đúng ra thì đi buổi sáng nó mới nhiều chim anh em ạ. À. Còn bây giờ đi giờ trưa nắng vậy thì nó hên xui à. Khi gặp có khi à, có này anh em ơi. Bên tay phải mình bây giờ mình sẽ chuyển cái cam qua đây. Bên tay phải của mình nha anh em, đó là cái tủ kìa. Quất con, quất lốm sườn lao như một mũi tên luôn anh em ơi. Rồi lụm rồi đó anh em, lụm rồi, lụm rồi. Không biết lụm chưa mà nghe sẻ nó la rồi. Ở đằng trước là có mấy pha mình bắt rất là đẹp luôn, mình có đăng lên rồi anh em á. Ôi kìa, ôi ôi, mình không thấy anh em, xin lỗi con. Mình không thấy con sẻ nên là mình cầm dây bây giờ mình không có buông nha anh em. Ôi kìa, ôi mình không thấy anh em, xin lỗi con. Chính con sẻ là cho nó ăn cái đầu nha anh em. Cho ăn cái đầu rồi bắt đầu mới gỡ mồi rồi đi cho đi săn tiếp nha anh em. Nghỉ xíu là 5 phút là đi. Ở đoạn này mình thấy có một con cu, con chim cu anh em. Mình đợi xíu. Đó, ở đây mình nhìn qua mình thấy nha anh em. Cái đoạn này nó dốc đây làm sao đi xuống ta. Đây là một cái hẻm nhỏ nha anh em. Nhỏ. Giờ mình sẽ quay lại xíu. Mình sợ là con chim của mình là nó thấy con mồi phát là nó vũ là con kia nó bay. Mình sẽ để con chim của mình thấp xuống nha. Cho con chim mình nó thấp xuống cho nó không thấy nha. Ở cửa ly xa mà chim cu là chịu thôi chứ đuổi là không bắt được đâu anh em. Đuổi là khó lắm. Bây giờ mình sẽ sửa cái cam này đi. Pha này mà bắt được là siêu phẩm luôn anh em ạ. Mà hơi khó, anh em thấy cái chỗ mũi tên không? Con chim cu nó đang đi á. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy, mình thả dốc chậm chậm nha anh em. Con chim mình bắt đầu tia rồi anh em. À, từ từ nó nhảy nghe con, từ từ nó nghe. À con chim cu nó thấy luôn rồi, quất. Rồi, không được rồi anh em. À con chim cu nó thấy luôn rồi, quất. Rồi, không được rồi anh em. Chim cu vậy chứ nó nhanh lắm nha anh em. Ví dụ như mình chạy ngay dọc đường mà mình thả con chim ngay nó luôn thì mới được nha. Còn mà cách mà tầm mấy mét mà phi thì con chim mình nó không phi lại đâu nè. Tốc độ của con chim cu đất cu ngói nó rất là nhanh nha. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video săn của em nói nha. Rồi một lần nữa xin chúc tất cả các anh em đang theo dõi kênh của mình có thật nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng phát đạt và gia đình thêm ấm hạnh phúc á. Xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.